Sáng ngày 28 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Ông Nguyễn Thành Tiễn, Bí thư huyện ủy Châu Thành chủ trì. Trong 3 tháng đầu năm, công tác thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện được trên 72 tỷ đồng, đạt trên 36% dự toán năm, tổng chi cân đối ngân sách địa phương trên 215 tỷ đồng. Toàn huyện hiện nay có 9 xã đã được công nhận nông thôn mới, đang trình tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, đối với xã Đồng Khởi và Trí Bình, công nhận xã nông thôn mới nâng cao xã Thái Bình và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Thanh Điền. Kết nạp được 25 đảng viên mới, trong đó 6 xã biên giới phát triển được 8 đảng viên mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên luôn được quan tâm chú trọng. Công tác tuyển chọn cội công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 đúng luật định đảm bảo chỉ tiêu. Chú trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.